chúng ta, rồi cứ bước đi trong những miền hoang đường của tuổi trẻ, để tìm kiếm chính mình cùng những mộng tưởng hư thực. Có những lúc lạc lối, có những quãng mệt mỏi, và có những ngày tâm hồn rợn ngợp hân hoan. Mới thấy thanh xuân được tắm mát bằng nhiệt huyết, kể cả những liều lĩnh xứng đáng biết nhường nào. Và có nếm trải hết những tháng năm mơ mộng đó bằng tất cả những đớn đau, mới biết mình là ai giữa cuộc đời. Để rồi nhận ra, đi bao lâu không quan trọng, bằng mỗi bước chân của chúng ta đều được bước bằng tất cả dũng khí của mình. Rồi chúng ta sẽ từ những va vấp đó mà trưởng thành. Mời các bạn cùng lắng nghe chủ đề của ngày hôm nay. Ổn định là an toàn, hay tự do mới là chân ái? Hẳn là hàng triệu ông bố bà mẹ ở Việt Nam này đều có một hình mẫu chung cho cuộc sống viên mãn của những đứa con. Đầu đại học, ra trường có việc làm ổn định trong một cơ quan nhà nước hay là một công ty quốc doanh. Lập gia đình, sinh con, làm một vài năm, lên chức, lên lương, về già có lương hưu, chờ con lớn lên rồi hướng con đi đúng cái vòng đời đó. Thú thật thì tôi chưa bao giờ thấy là cái lý tưởng sống đó có vấn đề, bởi từng cột mốc trong tiến trình xây dựng hạnh phúc đó xem ra đều rất hợp lý. Tôi xin lấy em trai của mình ra là một ví dụ điển hình. Nó quen và yêu một cô bé học cấp 3, tình đầu cũng là tình cuối. Hai đứa cùng lên Sài Gòn học hành. Sau khi tốt nghiệp ra trường, cùng về quê, chọn một môi trường công sở ổn định, lập nghiệp, đám cưới, sinh con, sống chan hòa cùng với ba mẹ tôi. Tôi cũng có những đứa bạn chí thân thời phổ thông. Bây giờ cuộc sống đề huề, một vợ hai con, công ăn việc làm ổn định. Vài đứa thậm chí còn rất thành đạt, có hẳn nhà lầu, ô tô. Chúng là tấm gương mà ba mẹ tôi vẫn hay lấy ra cho tôi soi mỗi khi về thăm quê. Còn tôi, từ ngày quyết chí theo học ngành báo chí cho đến thời điểm hiện tại cũng đã ngót nghét 16-17 năm. Trong mắt của ba tôi thì tôi là một đứa đòi học báo chí cho đã, rồi bây giờ không theo nghiệp báo. Đòi mở quán cà phê, rồi làm 3 năm thì dẹp tiệm. Đòi mở công ty cho bằng bạn bằng bè, rồi tới khi gần 30 lại tuyên bố muốn làm freelancer. Đòi sống đời tự do, dị thường, không thích lập gia đình. Chữ dị thường là tôi dịch theo nghĩa của ba tôi đã nói. Dẫu tôi có khẳng định với ba hàng trăm lần, tôi hạnh phúc với lựa chọn và những gì mình đã trải qua, ba tôi vẫn nghĩ đó là sự bao biện. Nhưng cũng khó trách ba, bởi hai lẽ. Cuộc đời ba tôi nhờ môi trường biên chế mà ổn định, lo lắng cho hai anh em tôi học hành tới nơi tới chốn. Và thứ hai, trong thế giới quan của ba tôi chỉ có những hình mẫu giống vậy để ông so sánh và kỳ vọng. Có lẽ mỗi chúng ta đều có một giai đoạn thanh xuân mà những cuộc tranh luận với ba mẹ về những lý tưởng cuộc đời mãi không có hồi kết. Nếu bạn cũng trót là một người tôn thờ chủ nghĩa tự do như tôi tin chúng ta vẫn chưa thuyết phục được ba mẹ rằng việc cột chặt đôi chân vào biên chế nhà nước, đi làm một ngày 8 tiếng và chịu sự trói buộc của người khác là cực hình với mình. Khi mà chúng ta là những người thích sự sáng tạo, tự do và đôi chân cần được giải phóng. Cũng như tôi, không thể giải bày với gia đình rằng tôi chưa bao giờ hối hận về những thất bại trong việc kinh doanh của mình ngày trước. Vì tôi đã thật sự có những tháng ngày rất vui vẻ, được trải nghiệm nhiều thứ, được biết thế nào là vận hành một công ty, thế nào là mở một quán cà phê, một nhà hàng, thế nào là pha chế một ly thức uống hay là một đĩa beefsteak cho khách. Tôi đã có thêm rất nhiều những người bạn tuyệt vời, những mối quan hệ tốt đẹp. Tôi cũng hiểu cái cảm giác phải có trách nhiệm với một cơ số nhân viên của mình mỗi tháng chờ nhận lương từ sự điều hành đó. Kể cả đến lúc thất bại, tôi vẫn có được sự giúp đỡ, những tấm chân tình không bỏ mình trong những lúc hoạn nạn. Tôi thấy mình mạnh mẽ hơn khi biết đứng lên, chịu trách nhiệm với những điều mình đã gây ra.
tất cả những trải nghiệm quý giá đó. Tôi học ở trường lớp nào, bỏ ra bao nhiêu tiền nếu mình đã không chọn thử sức và kiên định. Tôi biết, cũng có nhiều bạn chọn lựa công việc của một freelance, không làm chủ ai, cũng chẳng đến công ty làm thuê cho ai. Bạn có thể là một MC radio, một đạo diễn chương trình, một nhiếp ảnh gia, một travel blogger, một giáo viên dạy hát, hay là chủ một tiệm bánh, một quán cà phê nhỏ. Bất cứ nghề gì bạn thích. Có được thành tựu trong nghề, tất nhiên là quá tốt. Nhưng tôi tin, chúng ta hạnh phúc vì được làm những thứ mình thật sự thích, không chịu sự ràng buộc của bất kỳ ai. Trước đây đi làm, có những thứ chướng tai gai mắt cũng đành chấp nhận. Có những đồng nghiệp xấu tính, mình cũng phải im lặng. Bây giờ chúng ta có một quyền lực rất lớn. Đó là quyền chọn lựa. Như tôi, có thể chọn lựa công việc hay đối tác mình thích để cộng tác. Tôi làm hết sự nhiệt thành và trách nhiệm để nhận đồng tiền từ họ mà không thấy áy náy. Tôi có nhiều thời gian rảnh để đi du lịch, gặp gỡ bạn bè, tập thể dục, học đàn, học võ. Những thứ mà trước đây tôi không có thời gian và cơ hội để thực hiện. Vậy nên tôi tuyệt đối hài lòng với cuộc đời của mình hiện tại. Có lẽ khi đặt câu hỏi ổn định là an toàn hay tự do mới là chân ái trong phần tiêu đề, các bạn sẽ cảm thấy tôi hơi thiên vị khi nói và viết khá dài về đời sống tự do. Hẳn là tôi muốn hướng bạn nghiêng về con đường này và chối bỏ đời sống ổn định. Tôi tuyệt đối không có ý đó đâu. Có lẽ tôi không có nhiều trải nghiệm của một người gắn bó với đời sống công sở hoặc yêu thích một mái ấm với nhiều thành viên trong gia đình. Nhưng tôi tuyệt đối tin những người bạn của mình có lý do cho sự lựa chọn một con đường bằng phẳng. Tôi nghĩ bi kịch chỉ xảy ra trong hai trường hợp. Một, bạn là người thích tự do nhưng lại vô tình bước vào guồng máy của những phép tắc để rồi nhận ra bốn bức tường công sở quá chật chội, cách vận hành của một môi trường công ty không phù hợp với mình. Hoặc ngược lại, bạn là người thích tiếp ổn định, nhưng đời lại bắt bạn phải rày đây mai đó tiêu diêu tự tại, làm bạn quay cuồng, mệt mỏi, lúc nào cũng như người say sóng. Thứ hai, bạn biết con đường mình muốn đi, nhưng lại không được quyền quyết định, bởi quyền đó thuộc về gia đình của bạn, ba mẹ của bạn. Những người yêu thương bạn không cho rằng đó là lựa chọn sáng suốt, rằng là hãy theo con đường mà họ định sẵn mới là lẽ sống cuộc đời đúng đắn. Tôi cũng biết là trong thâm tâm của khá nhiều ba mẹ, khi mà họ lỡ thấy con cái của mình bất hạnh với con đường mà ba mẹ đã lựa chọn, thì họ vẫn nghĩ là chắc là đứa con nó sai đâu đó trên từng cột mốc. Ví dụ, tại vì nó chưa học hành cố gắng, tại vì nó chưa làm việc hết mình, tại vì nó chưa làm hài lòng chồng con, nên mới dẫn tới bi kịch. Rồi lúc đó, ba mẹ khuyên con mình, hoặc là nhẫn nhịn, hoặc là cố gắng nhiều hơn nữa. Họ không nhận ra, vốn dĩ, họ đã đặt con mình sai đường ngay từ đầu. Ba tôi tận trong sâu thẳm, vẫn mong tôi có một sự nghiệp ổn định, một gia đình ổn định. Nhưng cuối cùng, ông tôn trọng sự lựa chọn hạnh phúc của tôi, cũng như hạnh phúc mà em trai tôi đang có. Tôi cảm thấy đó là may mắn lớn nhất mình có được. Chúng ta vẫn cứ hay tự ái ngại và tiếc rẻ cho cuộc đời của nhau, rằng phải theo cách mình chọn lựa cho người kia, đó mới là hoàn mỹ. Vậy rốt cuộc, tự do hay ổn định, cái nào mới là chân ái? Tôi nghĩ chân ái trong lòng của mỗi người, mình hạnh phúc với điều gì và mình được tôn trọng với lựa chọn đó, thì đó chính là chân ái. Cảm ơn các bạn bởi vì đã lắng nghe trọn vẹn podcast ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo của chương trình. Hãy nhớ đón nghe tôi nhé. Bye bye!